Chào các bạn đã quay trở lại video của Vườn Hải Đăng ngày hôm nay. Thì hôm nay mình cùng các bạn sẽ đi ra bên vườn tham quan một chút để xem cây trà bên mình nhé. Thì nhắc đến cây trà, các bạn sẽ nghĩ ngay đến cây trà uống nước đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cùng đi ra để xem cây trà. Đây là cây trà kiểng, không phải trà uống nước đâu nhá, mà là cây hoa trà mi các bạn nhé. Và cùng theo chân mình nhé. Thì đây là hình ảnh thực tế của cây hoa trà mi bên mình nhé. Đây. Trước nay thì các cụ cũng có câu là vua thì chơi lan, quan thì chơi trà, và cái câu nói thanh tao và cua sao đấy thì cũng rất là phù hợp với em hoa trà mi này. Thì đối tượng chơi hoa trà mi ngày nay thì khá là đa dạng thôi. Mình nếu như mà một người mình thích ngắm hoa, thích chơi hoa thì mình cũng có thể mua cái hoa trà mi này về, và bất kỳ ai cũng có thể chơi hoa được. Và cái hoa trà mi này mình về mình có thể được dùng trồng chậu làm cây nội thất, nếu mà mình có thể biết uốn này, đắn này và làm một cây bonsai ấy, thì cũng được nhá. Cây hoa trà mi bên mình thì hiện bên mình đã có nụ sẵn rồi. Thì với những cái bạn nào mà lo lắng về cái việc mà trồng cây mà không lâu có hoa hoặc là ra hoa không kịp chơi để đến đúng đợt Tết thì cũng không cần thắc mắc hay đắn đo về vấn đề đấy nữa, vì cây bên mình đã có nụ sẵn ở đây nhá. Đây, các bạn không phải đắn đo về vấn đề đấy nữa. Về chậu thì bên mình cũng có làm những cái video về chậu, chậu cây cảnh trong nhà và cây ngoài nội thất ngoài vườn thì rất là nhiều rồi, ngoại thất ngoài vườn ấy rất là nhiều. Các bạn có thể tham khảo thêm cái video chậu ấy ở bên mình qua các cái kênh YouTube nhé. Cây trà mi này bên mình thì hiện tại là đây là cây trai này, có cây giống nhá. Đây cây giống này, cây giống cũng có nụ luôn đấy ạ. Đây nha. Trà mi thì có rất là nhiều các màu hoa, ví dụ như là màu trắng này, màu hồng này, màu đỏ này. Đó. Cây hoa trà mi này thì cái thời gian nở hoa của nó vào khoảng từ tháng 12 âm đến tháng 4. Đó, thì mình khi mình trồng rất là phù hợp để mình chơi Tết. Ra hoa đúng là dịp Tết luôn đấy ạ. Đây nhá. Cây của bên mình thì đã ra hoa rồi, và khi mà các bạn mua về thì các bạn chỉ được bón thêm phân lân cho cây thôi. Bón thêm phân lân để kích thích ra hoa đồng đều này, kích thích ra hoa đều hơn, đẹp hơn. Và nếu mà các bạn muốn hoa cây lâu tàn hơn thì các bạn có thể bón thêm phân kali nhá. Thì bên mình cũng đã làm rất là nhiều các cái video về phân bón rồi. Và cái dòng hoa trà này thì cái hoa của nó cũng chơi được rất là lâu nhá. Nhưng các bạn có thể dùng cái em này ra hết Tết cũng vẫn chưa hết hoa đâu ạ. Thì về cái nhiệt độ thích hợp để trồng em trà mi này, đấy là cái nhiệt độ từ khoảng 15 đến 25 độ C nhá. Thì em này nở hoa vào gần Tết mà, thì cái nhiệt độ của Tết thì khá là mát mẻ và có thể hơi se lạnh một chút, rất là thích hợp trồng em này. Và có thể chịu nắng, chịu nóng, chịu nhiệt rất là tốt luôn. Thì tưới nước mình cứ chỉ khoảng là 2 đến 3 ngày tưới nước một lần, cung cấp độ ẩm và giữ ẩm cho em ý, để khi mà đến cái dịp Tết em ý có thể ra hoa đúng cái dịp Tết cho mình trưng bày và trang trí nhé. Và mình cũng lưu ý thêm một chút về sâu bệnh của em này, thì quan sát kỹ một chút về các cái đốm ở trên lá. Khi mà bị bệnh ấy, cây nó sẽ có hiện tượng đốm ở trên lá này đó, hoặc là quan sát thêm ở gốc nhé, ở gốc của cây. Thì các bạn chú ý quan sát để có thể phun phòng trừ các cái sâu bệnh cho cây, và có thể diệt trừ một cách tốt nhất các cái loại sâu bệnh hại cây này. Và khi mà các bạn mua cái cây trà mi này bên mình ấy, thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn chuyển chợ miễn phí này, và hỗ trợ sau khi các bạn mua cây về có thể có thắc mắc gì sau khi mua cây, các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho bên mình và sẽ được tặng kèm thêm phân bón khi mua cây nhé. Thì cây hoa trà mi này bên mình, các bạn có thể tới bên vườn để tham khảo cây hoa trà mi này và xem một số các cái dòng cây khác, ví dụ như cây hải đường này hoặc cây mai tứ quý hiện tại bên mình cũng đã ra hoa rồi. Thì các bạn đi cùng với mình xem cây hải đường và cây mai tứ quý nhé. Một dàn cúc hưởng bên mình luôn ạ. Cúc hưởng bên mình thì có màu vàng và màu trắng. Đây nhé, một dàn cúc hưởng chậu treo sẵn cho các bạn thì được để treo ban công này. Và cây cúc hưởng bên mình thì cũng đã có nụ. Theo mình giới thiệu là cây mai tứ quý nhé. Mai tứ quý trang nụ đấy ạ. Đây. Đó, cây mai tứ quý này. Đây, cây bạch xà. Rất là nhiều cây đang hoa, các bạn có thể sắm về chơi Tết nhé. Đây. Thu hải đường, hoa rất đẹp đúng không ạ? Đây, đây cây lồng đèn nhé. Đó, cây lồng đèn. Cái dáng rủ nó rất là giống cái lồng đèn đang rủ xuống luôn đấy. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mà có nhu cầu tham quan hoặc là đến xem những cái cây mà mình đang có nhu cầu mua thì có thể đến vườn mình và qua cái địa chỉ trực tiếp là ngách 68/5 ngõ 68 đường Nguyễn Linh, Long Biên, Hà Nội, hoặc là để comment dưới video này, mình sẽ trả lời tư vấn những cái thắc mắc của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới nhé.